Chào bạn! Qua bài dịch hôm nay, chúng ta sẽ học về cách dùng mạo từ trong tiếng Anh, article. Mời bạn theo dõi với bản gốc tiếng Anh trong giáo trình nhé. Cách dùng mạo từ trong tiếng Anh, article, mạo từ xác định giờ. Chúng ta có thể sử dụng mạo từ giờ với danh từ số ít và số nhiều đều được. Ví dụ, cánh cửa, giờ đo, cửa sổ, giờ window. Các mạo từ không xác định là ơ, hoặc ân. Chúng ta chỉ sử dụng ơ, hoặc ân với danh từ số ít. Ví dụ, ngôi nhà, ở hao, căn hộ, an apartment. Về mặt ý nghĩa và cách dùng trong giao tiếp, chúng ta sử dụng ở hoặc ân khi đề cập đến điều gì đó lần đầu tiên. Ví dụ, tôi có một con chó và một con mèo. I've got a dog and a cat. Chúng ta sử dụng giờ khi đề cập đến điều gì đó một lần nữa, hoặc khi chúng ta ngầm hiểu đã biết về đối tượng đó. Ví dụ, con mèo không thân thiện lắm. The cat isn't very friendly. Lưu ý, thực ra, ân là biến thể của ơ để dùng trước các từ bắt đầu bởi âm nguyên âm, vào ồ sao, như ân apartment, một căn hộ hoặc ân eraser, một cục tẩy. Bạn hãy nhớ hoàn thành các bài tập của phần này và nội dung học tập được giao nhé. Chúc bạn vui vẻ. Chào tạm biệt.